Quang Khánh Toyota xin chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với ô tô cũ Sài Gòn. Nếu anh chị đang kiếm một chiếc xe 5 cộng 2 rộng rãi thì đừng bỏ qua con xe này nha. Đây là Toyota Veloz 2022 phiên bản top. Mang nước sơn màu trắng, trang bị động cơ 1.5, hộp số tự động, 4 vỏ nguyên zin heo xe. Tuy là xe mang biển số vàng, kinh doanh nhưng một chiếc xe đi đúng chất nha anh chị. Không có tua đồng hồ và không có đâm đụng. Cái này thì bên Khánh sẽ cam kết cho anh chị về chất lượng xe hết luôn. Hiện trạng xe mới về cho nên Khánh cũng chưa có làm đẹp. Đây là hiện trạng mộc của xe mà chủ xe giữ luôn. Khánh sẽ đi một vòng tổng thể cho anh chị trước xem là xe có liền lạc với nhau hay không. Và sau đó Khánh sẽ đi vào chi tiết những chỗ trầy xước để anh chị xem ha. Con này thì tiết kiệm nhiên liệu khá là hợp lý. Máy 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu cho đường trường là 5.4 lít và đường kết hợp là 6.3 lít. Đấy, con này thì Khánh nghĩ là cũng đã lên đầy đủ phụ kiện hết cho anh chị rồi. Chúng ta về chỉ cần đổ xăng chạy thôi chứ không cần phải thêm gì nữa nha. Có camera 360, màn hình lót sàn ghế da. Rồi bây giờ Khánh mời cô chú anh chị đi vào chi tiết chiếc Toyota Veloz 2022 này nha. Đầu tiên như thường lệ thôi, Khánh sẽ quay đèn cho anh chị xem. Đối với bản này chúng ta sử dụng đèn full LED nha anh chị. Có chia từng ô hết cho chúng ta nè. Có một dải đèn auto và đèn xi nhan ha. Đèn sương mù sử dụng bóng halogen. Phía trước chúng ta không có cảm biến góc nha anh chị. Con này thì bị trầy cản nè, trầy góc cản này Khánh sẽ cho sơn lại. Cái này Khánh nghĩ là quẹt nhẹ, quẹt xe máy nè, cho nên tróc sơn, Khánh sẽ cho sơn lại phần này, làm trồng sơn lại nha anh chị. Đó, những cái viền ốp mạ rơm không có bị ra ten anh chị ha, còn mới. Đó. Cản trước chúng ta bị trầy chỗ này thôi. Về mặt ga lăng thì thiết kế là ga lăng kiểu mới, nhìn nó thon và để thể thao hơn anh chị ha. Có camera 360 nữa nè, logo bình thường, chưa có Toyota, chưa có gói, không có phải là logo radar. Đấy, đèn bên này cũng vậy, bên này thì cản không có bị trầy hết nha anh chị. Rồi cản bên này đẹp ha, sạch sẽ đó. Con này thì Khánh thấy đi đúng chất nè, 46.000 cây số nhưng mà 4 cái vỏ còn nguyên zin nguyên gai theo xe. Mâm vỏ là nguyên zin hết tuần thứ 30 của năm 2022. Vỏ còn rất dày. Tuy là biển số vàng cho nên thường thường mà anh chị thấy biển số vàng chúng ta cứ nghĩ là xe kinh doanh sẽ đi nhiều và nát xe. Nhưng mà không nha, con này đi đúng chất và chủ xe giữ kỹ nè. Đi kinh doanh chắc Khánh nghĩ không có chạy nhiều. Tại vì nếu chạy nhiều á, cái vỏ xe này đã thay rồi anh chị. Nhưng mà đây vẫn là vỏ zin nha. Vỏ zin DAT 2022 tuần thứ 30. Con này mua vào đâu khoảng đó, khoảng cuối năm 2022 anh chị. Có camera 360 nữa nè anh chị. Đó, đầy đủ hết trơn nha. Đây, một phần nội thất cho anh chị xem. Nội thất chúng ta sử dụng nội thất zin. Và ghế này chủ xe hình như đã bọc lại rồi nha anh chị. Chủ xe đã bọc lại ghế thành ghế ghế simili rồi nha. Ghế simili đen, sọc màu be. Màn hình zin heo xe. Chúng ta có một cái dàn lạnh tự động, sấy gương, chỉnh gương và nút đề start up. Đó, cần số thẳng hàng, có auto horn hết cho anh chị ha. Đó. Nói chung thì con này nội thất chủ xe giữ sạch nè, kỹ nè. Mấy cái chỗ này không bị dơ, không bị trầy xước hết anh chị. Còn sạch sẽ lắm. Tắp bi cửa cũng sạch nè. Đó. Mặc dù là Khánh chưa có dọn dẹp gì hết nha. Nhưng mà Khánh sẽ cố gắng quay cho anh chị những cái chỗ mà nó trầy xước. Bên ngoài xe thì nó xước ngay cái chỗ viền này. Khánh sẽ cho sơn lại. Còn cái cửa Khánh đánh dấu là để đánh bát xe, đánh bát cái cửa lại nha anh chị. Đó. 4 vỏ đề heo xe nha, tuần thứ 30 của năm 2022. Cái mâm này hơi xước tí xíu nè, Khánh sẽ cho làm lại cái mâm này. Mâm này là mâm phay nha anh chị, cho nên gia công lại rất là dễ, không phải là sơn như hồi xưa. Mâm phay gia công để lên máy là một cái một là xong rồi, nhanh gọn như lắm, không có mất thời gian. Làm rất là dễ ha. Vỏ Bridgestone zin heo xe. Một cái điểm mạnh của con Veloz này là nó rất là rộng anh chị, cực kỳ rộng luôn. Anh chị có thể linh hoạt được hàng ghế này và thậm chí là anh chị có thể ngã hàng ghế này ra luôn nè. Đó, nó tạo thành một cái mặt phẳng rất là rộng ha. Để Khánh đi xuống làm sao mở cho anh chị coi. Đó, ghế thì chủ xe đã bọc lại hết rồi, lót sàn lại hết luôn. Anh chị mua mấy con này đi, gia đình rất là hợp lý, tại nó rộng dữ lắm. Đây, đây nè. Đó. Một cái không gian từ đằng sau ra đằng trước luôn, có thể nói là một chiếc xe giường nằm luôn anh chị. Rộng ha, từ hàng ghế thứ hai anh chị bỏ, nhiều khi bỏ đi chiếc xe Honda lên luôn á, xe máy lên luôn á, rất là rộng. Đó, đèn zin hết nè,
không có bể cấn mớp gì hết nha. Có camera da phía sau. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng khá là hợp lý, tầm khoảng 5 lít 4 cho tới 6 lít 3. Nếu mà đường trong đô thị là khoảng 7 lít 7. Đây, một cái nhìn tổng thể phía sau. Đó, anh chị thấy đẹp ha. Cũng đẹp, gầm cao, rộng rãi. Mâm cũng cao nữa, mâm này tới mâm 17 inch lận anh chị. Đó. Mâm 17 inch, rộng, gầm cao, máy thoáng, tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Cần số vô lăng nè anh chị ha. Vô lăng này đầy đủ các nút bấm luôn rồi. Cần số nè, có đèn led ở dưới đây cho chúng ta nữa. Nút đề startup sạch sẽ và gọn gàng, rất là tươm tắt. Về Khánh sẽ dọn rửa lại, hút bụi, hút ẩm, rồi vệ sinh lại những chỗ trầy xước cho anh chị, để chúng ta nhận một chiếc xe nó tươm tắt và nó sạch sẽ nha. Đây là Toyota Veloz 2022 phiên bản top. Lăn bánh được 46.000 cây số, 4 vỏ nguyên zin heo xe, và km này là km thực tế của xe nha anh chị. Cô chú anh chị nào chúng ta đang quan tâm chiếc xe này thì có thể gọi ngay cho Khánh. Bên Khánh đang chào bán con xe này với mức giá là 618 triệu, đang rẻ hơn xe mới khoảng 100 triệu nha anh chị. Chúng ta tiết kiệm một khoản rất là lớn ở thời điểm bây giờ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau nha.